Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thường, cùng nhau giải sách bài tập Mai Lan Hương, bài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương màu vàng, bài số 7, test 2. Rồi, bài này là tìm từ trái nghĩa, opposite meaning, có nghĩa là từ trái nghĩa này. Người ta cho từ hard, từ hard là chăm chỉ, hay là khó. Ở đây chúng ta sẽ chọn từ trái nghĩa của nó là dễ là easy. Easy là câu A, less là ít hơn, trái nghĩa với ít hơn là nhiều hơn sẽ là more. Early là sớm, sớm trái nghĩa với sớm sẽ là trễ là late. Rồi câu tiếp theo, start là bắt đầu, trái nghĩa bắt đầu sẽ là kết thúc. Kết thúc chúng ta có hai từ đó là finish với lại end. Câu số 5, work là làm việc trái nghĩa với làm việc sẽ là nghỉ ngơi của chúng ta là rest. Repair là sửa chữa, study là học, fish là cho ăn. Bây giờ câu số 6 nè, liên quan đến so sánh nha. Lớp học của chúng ta bắt đầu sớm hơn lớp học của cô ấy. Bây giờ so sánh hơn của trạng từ early. Early, trạng từ early vừa là tính từ vừa là trạng từ, cho nên đây là tính từ ngắn, trạng từ ngắn chúng ta thêm er đằng sau, đó là earlier. Câu số 7, nó làm cô ta mất 2 giờ đồng hồ mỗi ngày để làm bài tập về nhà. Ở đây chúng ta có cụm từ, có cấu trúc câu, mỗi câu đó là is cộng take hoặc là took cộng với tân ngữ, cộng với khoảng thời gian, cộng với opportunity, làm ai mất bao nhiêu thời gian để làm gì đó. Is là chủ ngữ số is, cho nên take phải thêm giờ vào. Chúng ta sẽ chọn câu B. Câu số 8, sinh nhật của tôi vào ngày 4 tháng 4. Có ngày có tháng, chúng ta xài giới từ on. On thì đi với ngày tháng năm, on đi với thứ. In thì đi với tháng, in thì đi với mùa. In the morning, in the afternoon, in the evening. Rồi câu số 9, một cái lồng cho con gà, đó là chuồng gà là chicken coop, chicken coop. Chuồng gà chúng ta sẽ xài cái này, chicken coop nè. Còn chuồng bò sẽ là buffalo shed nha, hai cái khác nhau. Rồi và giờ giải lao thì hoạt động mà phổ biến nhất đó là nói chuyện, ở đây sẽ là so sánh nhất. Cái từ popular là tính từ dài, chúng ta phải say the most popular activity is talking. Rồi số 13, La Mã là tìm từ mà bị sai. Sinh viên người Việt Nam, học sinh người Việt Nam có ít kỳ nghỉ hơn học sinh người Mỹ. Ở đây đang nói tới so sánh hơn, so sánh ít hơn. Vacation là danh từ đếm được số nhiều, cho nên chúng ta say fewer than. Câu số 12, cô ấy là một học sinh chăm chỉ và cô ấy học hành rất chăm chỉ. Vậy ở đây chúng ta xài cái từ chăm chỉ là hard, không bao giờ xài cái từ hardly ở đây. Như thế này, bản thân cái từ hard này vừa là tính từ vừa là trạng từ. Câu số 13, cô ta thấy rằng, cô ta thấy nó thật là khó khăn. Ở đây là một tính từ, difficult chứ không phải là difficulty. Difficulty là danh từ, ở đây chúng ta đang cần một tính từ. Chúng ta không có xài difficulty mà chúng ta xài difficult thôi. Một học sinh thì có thì phải làm bài tập về nhà trước bài kiểm tra. Bây giờ một học sinh là chủ ngữ số ít, chúng ta không xài have ở đây mà chúng ta phải xài has nè. Câu số 15, học sinh luôn luôn học hành chăm chỉ ở trường và ở nhà. Chúng ta có cụm từ ở nhà là at home, ở trường là at school, ở cơ quan là at work, cho nên chúng ta sẽ sửa lại in thành at. Rồi số 14 nè, Tim đi học ở trường trung học cơ sở ở California. Bạn anh ấy là người bạn qua thư của Hoa, mẹ của cậu ấy làm việc ở nhà. Ở nhà chúng ta xài giới từ at nhé, at home. Bà ấy chăm sóc gia đình, chúng ta có cụm từ chăm sóc là look after, nó bằng với take care of. Take care of nè. Vào 3 buổi sáng một tuần thì bà ấy làm việc bán thời gian. Part time là bán thời gian một buổi, một ca. Làm việc bán thời gian ở một siêu thị địa phương. Bà ấy và những người phụ nữ khác còn nấu ăn trưa cho những người vô gia cư một lần một tuần. Bố của cậu ấy làm việc 5 ngày một tuần và khoảng 40 giờ đồng hồ một tuần đó. Ông ấy có ít ngày nghỉ hơn mẹ anh ấy, ít hơn. Bây giờ ít hơn chúng ta có từ fewer rồi nè. Ở đây sẽ là ngày nghỉ của chúng ta là có từ day off, là cái từ như thế này. Và đang so sánh là số nhiều, chúng ta phải thêm giờ vào. Rồi, bố của anh ấy có mùa hè, kỳ nghỉ hè như thế nào? 3 tuần kỳ nghỉ hè, dài 3 tuần chúng ta có cụm từ, chúng ta có danh từ ghép. 3 tuần, 3 gạch nối với tuần và không có giờ, chúng ta sẽ chọn câu A. 3 tuần ha, 3 week summer vacation. Rồi, và gia đình của anh ấy luôn luôn đi tới Florida vào kỳ nghỉ on vacation, chúng ta sẽ xài giới từ on. Rồi, chúng ta sang bài số 5.
đọc bài hội thoại giữa Trên và Hoa nào. Lớp học của chúng ta bắt đầu lúc 8:30 mỗi sáng. Mấy giờ thì lớp học của bạn bắt đầu vậy Hoa? Lớp học của mình bắt đầu lúc 7 giờ và kết thúc vào lúc 11:15. Khi nào thì lớp học của bạn kết thúc? Xong Trên nó bảo là khoảng 4 giờ. Wow, bạn dành nhiều thời gian, bạn ý là bạn đi học nhiều thời gian hơn trường mình đó. Ừ, nhưng mà chúng mình có ít bài tập về nhà. Little là ít, homework là bài tập về nhà. Và chúng mình có kỳ nghỉ dài, những kỳ nghỉ dài. Mình nghĩ rằng bạn có ít kỳ nghỉ hơn học sinh người Mỹ, đúng không? Xong Hoa nó bảo là đúng rồi, chúng mình chỉ có 4 kỳ nghỉ thôi. Ngày Quốc Khánh vào mùng 2 tháng 9, 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Tết và kỳ nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè là kỳ nghỉ dài nhất. Rồi câu số 21 nè. Hoa, lớp học của Hoa bắt đầu vào lúc mấy giờ? Lúc nãy chúng ta đọc lớp học của Hoa bắt đầu lúc 7 giờ nha. Đây này, nó nằm ở đây nè. Lớp học của Hoa nè, bắt đầu lúc 7 giờ và kết thúc 11:15 nè. Vậy ở đây chúng ta sẽ khoanh vào câu 7 giờ. Rồi, 7 giờ là câu AB nè. Câu B. Rồi, how long là bao lâu? Lớp học của Trên kéo dài bao lâu? Bây giờ chúng ta coi. Trên thì học vào lúc 8:30 và 4 giờ mới xong. 8:30 tới 4 giờ là mấy tiếng? 4 giờ xong nè. Là mấy tiếng ta? 8:30 từ 12 giờ tới 4 giờ là 4 tiếng. 7 tiếng rưỡi. 7 tiếng rưỡi. Rồi chúng ta coi nè. 4 tiếng sai. 7 tiếng sai. 4 giờ 15 phút sai. 7:30 đúng rồi, 7 tiếng rưỡi, chọn câu D nè. Rồi, trường của Hoa, cái ngày học của Hoa thì ngắn hơn của Trên, đúng không? Chúng ta có từ ngắn hơn, cái này so sánh hơn, chúng ta phải so sánh hơn, ở đây sẽ là shorter. Bởi vì Hoa học buổi sáng thôi. Từ 7 giờ tới 11 giờ là 4 tiếng 15 phút. Còn Trên thì học 7 tiếng rưỡi. Vậy thì Hoa sẽ học ngắn hơn, sẽ là shorter, chứ không thể long giờ được ha, không thể long giờ được. Câu 24 này, có bao nhiêu kỳ nghỉ mà Hoa có? Ở Việt Nam thì có 4 kỳ nghỉ, đó là mùng 2 tháng 9, 30 tháng 4, 1 tháng 5, Tết và ngày gì nữa? Tết và ngày nghỉ nghỉ hè, bữa nay còn có thêm giỗ tổ Hùng Vương nữa. Câu số 25, kỳ nghỉ của những học sinh Việt Nam. Sao không có học sinh người Việt Nam? Không có những gì đây? No other Vietnamese student vacation. Tức là không có cái kỳ nghỉ nào của học sinh người Việt Nam mà dài hơn kỳ nghỉ hè dài nhất. Ở đây so sánh hơn, chúng ta đang nói từ dài hơn. Dài hơn chúng ta sẽ có từ longer nha. Bài này phải suy nghĩ một chút nó mới ra. Rồi, bài số 2, cái test 2, bài kiểm tra số 2 của unit 7 của chúng ta đã lấy hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong unit 3 này, trong test 3.